Thưa quý vị và các bạn, miền Trung vẫn đang phải đối mặt với nhiều những khó khăn của đợt thiên tai. Lần này, bão lũ đi qua còn chưa kịp khắc phục thì liên tiếp các trận sạt lở nghiêm trọng đã và đang khiến cho nhiều gia đình ở các địa phương này rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Và tại Quảng Nam, hơn 3.000 người dân thuộc hai xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn vẫn đang bị cô lập và ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11, thực hiện yêu cầu của Bộ Quốc phòng vào sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11 thì quân chủng phòng không công quân đã điều động hai mũi đường bộ và đường không để tiếp tế lương thực cho đồng bào các xã đang sinh sống tại đây. Vâng, và sau hai lần xuất phát thì trực thăng Mi-17 đã Mi-172 đã chở 4 tấn hàng cứu trợ tới các xã Phước Lộc, Phước Thành, huyện Phước Sơn. Đây là điểm bị cô lập mà tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Quốc phòng ứng cứu hỗ trợ khẩn cấp trong chiều qua. Theo đó, máy bay Mi-171 đã cất cánh tại sân bay Đà Nẵng mang theo hơn 4 tấn hàng cứu trợ nhanh chóng vận chuyển lên cho bà con xã Phước Lộc đang bị cô lập nhiều ngày qua. Tại sân bay Đà Nẵng có khoảng 20 tấn gạo, 10 tấn nhu yếu phẩm gồm 650 thùng mì tôm, 650 suất nhu yếu phẩm gồm dầu ăn, mì chính, nước mắm, cá và 500 bộ chăn màn. Ngoài ra còn có 43 quần áo, gần 1.000 chai nước suối do đội viên phòng Bình Minh và nhân dân của xã Bình Minh huyện Thăng Bình, Quảng Nam vừa quyên góp cũng được bàn giao cho sư đoàn không quân 372 để chuyển đến các hộ dân bị cô lập ở hai xã Phước Lộc và Phước Thành. Trước đó, lũ đã cuốn trôi lương thực, gia súc, nhu yếu phẩm của nhiều người dân tại hai địa phương này. Việc khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng phức tạp do hai xã bị chia cắt bởi các điểm sông suối sạt lở đất phức tạp. Các cơ quan chức năng không thể tiếp tế lương thực cho người dân hai xã bằng đường bộ được. Vâng, hàng cứu trợ ngoài việc thả trên máy bay thì các đơn vị hiệp đồng phương án cắt rừng, suối, đi từng đoạn để mà chuyển hàng. Từ trước nay thì gần 500 cán bộ chiến sĩ, bộ chỉ huy, bộ đội biên phòng, dân quân và người dân đã gùi cõng lương thực, thực phẩm lên hai xã đó là Phước Thành và Phước Lộc. Theo đó thì ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch phụ trách huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết là gần 3.000 nhân khẩu ở hai xã Phước Lộc và Phước Thành đang gặp rất nhiều khó khăn. Vâng và trước đó thì lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu lực lượng cứu trợ phải tiếp tế đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cho hàng ngàn người bị cô lập đủ dùng trong 30 ngày để chờ thông đường vào. Và cũng trong chiều nay có 3 trường hợp người dân được chuyến bay thứ hai đưa về Đà Nẵng chăm sóc và chữa trị, đó là cô giáo Đinh Thị Vân đang mang thai 7 tháng và người thứ hai là Mai Thị Vân 40 tuổi, công nhân nhà máy thủy điện Đắc Mi 2 bị thương đứt dây chẳng và bà Nguyễn Thị Thúy 70 tuổi bị thương nhẹ trong cơn bão số 9.